Dạ, Thái xin mến chào các cô chú, các anh chị và các bạn. Hiện Thái đang có mặt là tại Bình Thạnh, xã Bình Mỹ, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang. Thì hôm nay thì Thái và em Tịnh sẽ đi lùa vịt nha các cô chú, anh chị. Thì bài vịt của em Tịnh thì cái cánh đồng này là được xạ lại cho nên là ăn hết lúa. Thì mình sẽ lên xe là mình sẽ chuyển đi đồng khác. Lý do của vịt em màu đỏ là em trai em đã bứt lông tặng là chống phèn cho nên là cho vô màu đỏ. Đó là cha em Tịnh, đây là mẹ em Tịnh. Nghề chăn vịt này rất là cực khổ, giờ nó chạy ra lộn xả rồi. Đây, bắt đầu lên xe. Cái này là mình chuyển đi đồng khác chứ không phải là mình chuyển lên xe để mình đi giết thịt các cô chú anh chị. Còn nữa bắt đầu chạy ở ngoài lùa tiếp tục vô. Giờ các anh sẽ dời thang lên tầng cao hơn. Em Tịnh sẽ đi lùa tiếp nha các cô chú anh chị.
cửa à? Đây là cái trại để người ta dùng để cái khu vực này là để ươm cá lóc giống nha các cô chú anh chị. Đây là những cái phễu, một cái phễu như vậy là một cặp cá lóc, ăn ươm cá lóc ở quê mình. Hay cha em Tình sẽ tiếp tục sẽ lùa cái phần dịch còn lại. Cái nghề chăn dịch này là nó rất là vất vả và cực khổ nha bà con cô bác, mưa nắng gì cũng phải ở ngoài đồng hết. Bài dịch của cha em Tình đó là khoảng 3.500 con nha các cô chú, là phải lùa 2 lần. Mới quay lùi dịch luôn. Đây là xe bắt đầu là chuẩn bị là lên dịch. Chăn dịch cực khổ lắm nha bà con cô bác. Cha em Tình mỗi ngày là phải đội nắng dầm mưa để đi chăm sóc từ con vịt. Thì quý vị biết là mỗi một đàn vịt như vậy nó khoảng 3-4.000 con, thì cái lượng ăn của nó rất là khủng khiếp. Một ngày mà nếu như mà mình mà không chạy đồng của mình đổ có thể là trên 10 giả lúa, nó là trên 10 qua lúa. Và cái là chạy đồng là những cái lúa mà còn sót lại ở trên ruộng đó các cô chú anh chị, với những con ốc, những con côn trùng để nó ăn, nó đẻ. Đó,
rồi đúng rồi, thấy thầy áo đang lên bắt đầu là lùa vô tiếp tục lên xe. Cắt ra phần nữa. Do số lượng dịch nó hơi nhiều cho nên là phải đi hai xe tải nha các cô chú. Cái con vịt này là màu trắng với màu đen chứ không phải là màu đỏ, là do mình xức hút nè các cô chú, mình xức hút chống hoàng cho nên là nó màu đỏ. Chút nữa mình lên cái dầu luôn không? Rồi đổ cái dầu lên cả đổ. Dịch của mình sao mà cỡ này nó màu đỏ kỳ chú? Dịch mình tạc màu, mình tạc màu nó cho nó nhập nhạt, đừng nhập nhạt với bạn bè. Ví dụ qua ông bậy màu vàng màu đỏ màu gì đó thì người không tạc. Ví dụ ăn chung nhau người có nhập bắt con lại khỏi mít hồng. Vậy tạc màu này với hai nữa tạc màu này nó còn tác dụng gì nữa không? Không, chủ yếu là mình cho nó quản lý chứ có nhập nhau để mình bắt ra cho dễ thôi. Chứ nó không có tác dụng chống phèn vậy đó hả? Không, cho nó có dễ nhìn thôi. Vậy trái đồng này là mình chạy sao chú? Như là hết đồng chạy cái đường phương tiện mình đi xe. Không đi xe được thì đi tàu. Mình chạy cho hết mình chuyển đi gì đó tới chỗ khác mình đổ nó cho nó mau. Tại sao mà mình phải tới chỗ này tới chỗ khác? Như mình lúa xả đây hết rồi mới hợp đồng chỗ khác, mình chỗ kêu cắt mình đi chứ mình không có ở tại chỗ.
thì ở tại chỗ thì dí đổ ăn nó không có lời. À, đây là ba em tình nha các cô chú anh chị, thì chuyên về dịch chạy độc. Và tại sao là mình phải chạy là mỗi đồng một chỗ, một đồng một chỗ vậy là sao? Thì như đồng bây giờ nó xạ liền liền à. Nó liền liền mình ăn hết ta xạ lại, mình đâu có chỗ nằm bến đâu à. Chứ nằm bến nó đổ chi phí ăn nặng lắm à. Mình đi đồng khác nó ăn nó mới có lợi chút đỉnh ra à. Nằm tại chỗ nó được nổi. Dịch mình là hai xe tải, dịch này là bao nhiêu con hả chú? 3.000. 3.000 ha. Đúng 3.000 hay là có trên? Hộp 3.000. Hai xe này là trọng lượng nó chở là 4.000 mấy, là 4.000 mấy còn nữa nha. Chiếc xe này chở được 2.000 nhưng mà mình lỡ cỡ à. Mình tới 3.000 nó lỡ cỡ rồi chia hai xe. Dạ. Rồi sáng là mấy giờ mình lùa lại tới đây vậy chú? Cái này mình ăn 5-6 giờ mình hẹn á, mắc mát trời gì đó à. Lên chân dịch nó khỏe à. Rồi bây giờ là mình sẽ đi đổ ở đâu? Đi thì xa gần mà đây lên đó cỡ 4-5 cây số vậy ha. Mình phải đi đổ ha. Còn có lúc mình đổ tỉnh khác nữa à, ví dụ, tỉnh chú giờ ở An Giang thì má hợp đồng đi Đồng Tháp à. Vài bữa là đi Đồng Tháp đó à. Có người bạn bè có đi, thằng đi Bạc Liêu vậy đó à. Vậy một chuyến đi như vậy là tiền xe của mình nó mắc không chú, nó đắt không? Tùy theo tuyến đường xa gần với xe nhỏ xe lớn nữa à. Ví dụ đi đây chở qua tỉnh Đồng Tháp à. Thì quận Bình nó 3 triệu à. Còn ở đây chở có mấy cây số thì 8-900 ngàn ha. Tùy theo đường xa gần ha. Tùy thứ cái lập trọng lượng xe chở nhiều ít. Nhiều ít số lượng. Xe lớn xe nhỏ nữa ha. Thì cái chi phí chi chở này nó cũng cao đó chú. Mà con nghe nói là hồi xưa là đồng là cho ăn không, còn bây giờ là mà mình bắt mua là sao chú? Bây giờ đồng tao màn mình lợi cái chỗ lạ đó, bây giờ vô cái cung ba ghe hết rồi. Mua có cái người đó đứng ra mua như là cò đồng đó. Cò lúa cò đồng. Nó mua quản lý mấy trăm công rồi giao mình. Mình lợi đó mình hợp đồng đó, nó mua chú ruộng. Giao lại mình. Ví dụ nó mua 30 giao là 40. Nó mua 50 giao là 60. Công nó lợi được 10.000. Bây giờ nó có vô cái cung ba ghe hết rồi. Thời thế nó không có bị náo loạn như ngày xưa. Ngày xưa ăn đồng lan á, nó đánh đậm dữ lắm. Vậy đó hả? Ăn cái nó dành nó không cho ăn rồi kiếm chuyện cũng lộn. Bây giờ mua bán vậy đó khỏi có mấy lộn. Có mấy lộn khỏi có dành lộn nhau ha. Vậy đó. Có sắp xếp này nếp hết vậy đó. Rồi bây giờ mình sẽ đi lên chở cái gì chú? Rồi bây giờ mình sẽ cùng chú cha của em Tình nghe các cô chú. Mình sẽ đi lên chở, mình sẽ thả dịch xuống hả? Rồi mình đi với chú. Rồi đi. Thì bây giờ mình sẽ theo chân chú mình đi luôn. Xe dịch rồi sẽ quay đầu, mình sẽ đi theo nghe các cô chú anh chị. Mình sẽ lên trên, sẽ thả dịch xuống. Xe đã đến rồi nghe các cô chú anh chị, bắt đầu là chuẩn bị là đổ dịch xuống. Đưa ba đứa gạo xuống, tao ở dưới là lùi dịch rồi nha. Đi vòng qua đây đổ nè. Ai được là cái đoạn đường ở trong quê nó hơi hẹp cho nên là chặt xe. Go, go, go.
đuổi cháu dịch nha, ngay ngay luôn đây, ghế đi, rồi thả dịch. À, bắt đầu là sẽ chuẩn bị thả dịch nha. Lúc nãy lùa là lùa lên, còn bây giờ xuống là tự chạy xuống. Không nói việc đóng mà không chậm xuống à. Thank you.
thì đã xuống xe xong ra đến ngoài ruộng nha các cô chú anh chị. Thì những con vịt nó gặp nước nó sẽ tắm, vừa xuống xe xong tắm mát vậy nè nha. Thì cha em Tình bắt đầu là đi giăng lưới vòng vòng, đừng cho vịt nó chạy qua những cái khu đất mà mình không có mua đó, người ta sẽ không cho mình qua những khu đất không mua nha các cô chú. Thì bây giờ tắm xong rồi, những con vịt này nó sẽ lên bờ nó rỉa lông. Thì video của mình hôm nay để chia sẻ cho các cô chú và các anh chị biết về cái ngày chăn vịt chạy đồng cũng xin phép được kết thúc nha các cô chú anh chị. Xin chào và hẹn gặp lại các cô chú anh chị trong một video tiếp theo. Xin chào.